Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương bị đánh đập và cùm chân. Ngày 2 tháng 11, VOA tiếng Việt loan tin, vợ nhà tranh đấu Trịnh Bá Phương tố cáo nhà tù đánh đập, cùm chân ông Phương. Theo đó, bà Đỗ Thị Thu, vợ của nhà tranh đấu, cho quyền lợi đất đai Trịnh Bá Phương, 38 tuổi, cho VOA biết bà mới gửi đơn tới Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam để khiếu nại việc trại giam an điềm, đánh đập và kỷ luật cùm chân chồng bà. Theo VOA, lá đơn được bà Thu và em gái của ông Phương là Trịnh Thị Thảo gửi đi ngày 30 tháng 10 viết rằng hai bà đã đến trại giam thăm ông Phương ngày 12 tháng 10 và được nghe ông kể rằng ông và ba tù nhân nữa đã biểu tình vào sáng ngày 9 tháng 9 trong đó ông Phương cầm biểu ngữ với nội dung đã đạo Cộng sản vi phạm nhân quyền. Trại giam đã điều động hơn 10 nhân viên quản giáo và công an để trấn áp nhóm biểu tình, bao gồm cả hành động bóp cổ ông Phương, đẩy ông lao vào tường và đánh ông, gây bầm tím ở vùng ngực bên phải, theo đơn của bà Thu và bà Thảo. Công an tại trại giam đã cầm tay ông Phương lập biên bản và đưa ông đi thi hành kỷ luật với biện pháp là cùng cả hai chân 10 ngày từ ngày 9 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 để đáp trả việc nhóm 4 người đã biểu tình ôn hòa đơn của hai bà viết. Và đây là hình bản tin trên VOA. Bà Thu bày tỏ quan điểm trong đơn rằng trại giam An Điềm đã có những hành vi đối xử vô nhân đạo đối với chồng bà và nhận định rằng trại giam đã vi phạm điều 5 trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1948 cũng như vi phạm điều 7 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966. Bà lưu ý rằng, chính Việt Nam cũng đã ký và phê chuẩn Công ước chống tra tấn lần lượt vào 2 năm 2013 và 2014. VOA dẫn lời bà Thu cho biết thêm, bản thân ông Phương đã gửi đơn tố cáo vụ việc tới Viện Kiểm sát Quảng Nam ngày 20 tháng 9, nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Vì vậy, với lá đơn được bà Thu và em gái của ông Phương mới gửi đi, bà đề nghị Viện Kiểm sát của tỉnh Quảng Nam điều tra, xác minh và trả lời theo luật quy định. VOA đã cố gắng liên lạc với trại An Điềm và Viện Kiểm sát Quảng Nam để tìm hiểu quan điểm của họ, nhưng không có hồi đáp. Ông Trịnh Bá Phương hồi hè năm nay bị trại giam xếp loại kém về thi hành án. Khi đó, vợ ông nói với VOA rằng đó là do ông không khuất phục. Mẹ ông và em trai ông cũng bị giam cầm và tiếp tục phản kháng trong tù, bà Thu cho hay. Và đây là hình ba mẹ con đều đang là tù nhân lương tâm, Cấn Thị Thiêu, Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư. Như VOA đã đưa tin, ông Phương, 38 tuổi, đang thụ án 10 năm tù giam và 5 năm quản chế sau khi các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt hồi tháng 12 năm 2021 và tháng 8 năm 2022 xác định rằng ông phạm tội phát tán tài liệu nhằm chống nhà nước. Vẫn theo VOA, mẹ ông Phương, bà Cấn Thị Thiêu và em trai ông Trịnh Bá Tư bị hai phiên tòa khác vào tháng 5 và tháng 12 năm 2021 tuyên phạt mỗi người 8 năm tù giam về cùng tội danh. Gia đình của ba nhà hoạt động này bị mất đất cách đây nhiều năm sau khi chính quyền giải tỏa đất của họ ở Dương Nội, Hà Nội để dành cho một dự án phát triển đô thị. Họ đã biểu tình và dùng mạng xã hội phản đối nạn cưỡng chế đất đai bất công cũng như lên tiếng về các vấn đề khác gây bất bình trong xã hội. Bản thân bà Cấn Thị Thiêu được coi là một lãnh đạo tinh thần của dân oan đương nội, là một nhà đấu tranh kiên cường bất khuất gia đình bà có đến 4 tù nhân lương tâm, gồm bà Cấn Thị Thiêu, con trai cả Trịnh Bá Phương, con trai thứ Trịnh Bá Tư và chồng bà Trịnh Bá Khiêm. Ông Khiêm và bà Thiêu cùng bị bắt năm 2014 trong một vụ chống cưỡng chế đất đai dương nội, bị kết án 15 tháng tù mỗi người. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương bị đánh đập và cùm chân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin người dân Thanh Hóa phản đối dự án cảng container Long Sơn bị tạm giữ. Ngày 31 tháng 10, AFA Tiếng Việt loan tin, Công an Thanh Hóa bắt hàng chục người dân phản đối dự án cảng container Long Sơn. AFA cho hay tiếng kêu than khóc của hàng chục người phụ nữ hòa cùng tiếng kêu cứu của nam giới vang lên ở khu vực thi công số 3 của dự án cảng container Long Sơn ngày 31 tháng 10. Và đây là hình bài trên RFA. Chính quyền tỉnh Thanh Hóa ngay từ sáng sớm đã điều động hàng trăm cảnh sát cơ động, trấn áp, bắt giữ nhiều người dân ở xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn để chủ đầu tư tiến hành sang lắp mặt bằng. Theo RFA, sự việc xảy ra sau nhiều ngày, các cư dân địa phương biểu tình và cử người canh gác bãi biển nhằm không cho công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn thi công trước khi chính quyền địa phương có giải pháp thỏa đáng trong việc đền bù, tái định cư cũng như đảm bảo bờ bãi cho tàu thuyền của họ ra vào. Theo hình ảnh, video người dân cung cấp cho RFA, lực lượng cảnh sát cơ động được trang bị dùi cui và khiên trắng, ít nhất một người đàn ông bị thương ở đầu và quần áo có nhiều vết máu. RFA dẫn lời một người dân Hải Hà nói rằng, vào khoảng 4 giờ sáng hàng trăm cảnh sát cơ động được điều động xuống hiện trường và đẩy người dân chúng tôi ra khỏi bãi biển. Khi chúng tôi không chịu đi thì cảnh sát cơ động dùng dùi cui đánh đập chúng tôi. Nhiều người bị thương ở đầu và chân tay. Họ còn bắt nhiều người và đưa đi khỏi hiện trường. Và đây là hình bến số 3 của cảng Long Sơn, nơi dự định xây dựng dự án. Một người dân khác được AFA dẫn lời cho biết, có hơn 10 người bị đánh sức đầu hoặc xây xước chân tay, còn số người bị bắt là 16 người. Họ bị đưa đi lên công an thị xã Nghi Sơn. Bà con định kéo nhau đi đòi người thì bị công an chặn đường ngay từ đầu làng. Hiện người dân đã bị đẩy lui khỏi bãi biển và công nhân của công ty Long Sơn thi công sang lấp mặt bằng. Chúng tôi đã thua chính quyền trong việc giữ bãi làm kế sinh nhai. Một người dân khác cũng cho AFA biết, cơ quan chức năng đã sử dụng máy phá sóng để hạn chế người dân phát tán hình ảnh về vụ trấn áp. Công an cũng ngăn cấm người dân dùng điện thoại để quay phim. AFA dẫn báo Thanh Hóa online của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Thanh Hóa ngày 31 tháng 10 đưa tin cho biết, do một bộ phận người dân xã Hải Hà tiếp tục có các hành vi gây cản trở thi công nên lực lượng chức năng đã tạm giữ một số đối tượng để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bản tin không nói rõ có bao nhiêu người bị bắt giữ và cũng không đề cập đến việc nhiều người dân bị cảnh sát cơ động đánh. Và đây là hình chính quyền Thanh Hóa phủ nhận trách nhiệm về vụ tấn công người dân. Trước đó, AFA cho hay vào ngày 23 tháng 10, Công an thị xã Nghi Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng sau khi có khoảng 300 người dân xã Hải Hà, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, đã biểu tình trên tỉnh Lộ 513 để phản đối dự án. Ngày 29 tháng 10, Công an Nghi Sơn đã tổ chức khám xét khẩn cấp nhà của một ngư dân tham gia biểu tình là chị Cao Thị Lĩnh, nói là thu giữ tài liệu kích động người dân chống đối dự án. Tuy nhiên, người dân cho biết tài liệu mà phía công an thu giữ chỉ là sổ tay ghi chép người dân đóng góp tiền ăn trong thời gian tham gia giữ bãi biển. AFA cho biết thêm, dự án cảng container Long Sơn nằm ở phần ven biển của xã Hải Hà, được thiết kế xây dựng trên diện tích mặt nước khoảng 15 hecta, chiều dài bến cảng 250 m, dự kiến khai thác vào năm 2025. Bến số 3 của dự án được cho là sẽ tạo thành đê chắn sóng chắn gió, đồng thời tạo thành vùng nước, diện tích khoảng 10 hecta phục vụ ngư dân neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn. Tuy vậy, người dân khẳng định với RFA, họ không hề được hỏi ý kiến về dự án, mặc dù là đối tượng chịu tác động. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người dân Thanh Hóa phản đối dự án cảng container Long Sơn bị tạm giam xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới